phạt kịch khung đôi nam nữ gây rối đòi thông chốt ở Hà Nội. Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp để chống dịch một cách có hiệu quả nhất. Trong đó, việc chính phủ Việt Nam đã triển khai giãn cách xã hội ở nhiều địa phương trong cả nước, kêu gọi toàn dân đồng lòng nghỉ 15 ngày và hạn chế ra đường hết mức có thể để chống dịch một cách có hiệu quả nhất. Vậy mà trong khi cả xã hội đồng lòng, chung tay cùng nhà nước thực hiện, thì đâu đó vẫn còn có những cá nhân bất chấp các quy định, tìm đủ mọi lý do để ra đường khi không thật sự cần thiết. Trong một diễn biến mới nhất, để ngăn chặn đại dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã áp dụng hình thức phát phiếu đi chợ cho dân theo ngày giờ nhằm tránh sự lây nhiễm. Mặc dù cơ bản người dân đều nghiêm túc thực hiện, tuy nhiên vẫn có hai trường hợp bất chấp các quy định chống dịch, có hành vi vi phạm pháp luật. Hai đối tượng này không những không chấp hành mà còn có những lời lẽ lăng mạ chống đối lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước mắt, chúng tôi sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường Yên Phụ đang củng cố hồ sơ, chuyển lên Công an quận Tây Hồ để xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết, hai đối tượng không chấp hành được xác định là hai đối tượng có tiền án, tiền sự, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Chiều ngày 28 tháng 7, hai đối tượng này đi xe máy tới khu vực chốt kiểm soát chợ Yên Phụ. Họ yêu cầu được vào ngõ 108 Nghi Tàm để thăm mẹ nuôi, nhưng không được lực lượng chức năng cho qua. Cả hai bắt đầu chống đối, gây rối tại chốt kiểm soát, tỏ thái độ thách thức khi bị công an yêu cầu ra ngoài. Ngoài ra, hai đối tượng còn dùng điện thoại để livestream, chất vấn ngược và yêu cầu cán bộ trực chốt xuất trình thẻ ngành. Sau vài phút cãi vã, đôi vợ chồng xô đẩy, lao qua chốt nên bị lực lượng chức năng cùng người dân khống chế, đưa về trụ sở để làm việc. Chứng kiến sự việc, vì quá bất bình, người dân đã phối hợp với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bắt sống hai đối tượng này. Ngoài việc bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về phòng chống dịch, thì hai vợ chồng này đã để lại vết nhơ mà khó có thể gột rửa được. Thật đáng buồn khi trong xã hội vẫn còn những người vì những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi mà quên đi lợi ích của cả xã hội, coi thường tính mạng, sức khỏe bản thân mình và của cả xã hội. Thật là không thể chấp nhận được.